của cái tập mẫu đấy. Nó có thể được dùng để ước lượng cái mu, đúng không? Hay là chính xác là cái giá trị trung bình cộng này nó sẽ tiến dần về mu. Và cái phương sai cũng được dùng để tính toán. Thế nhưng bây giờ trong những cái trường hợp mà tập mẫu nó nhỏ hơn 30 phần tử thì sao? Ví dụ chúng ta nghiên cứu về một số thứ như là bệnh học chẳng hạn, một số các loại bệnh hiếm chẳng hạn. Thế chúng ta không sưu tập nổi 30 cái mẫu thì làm sao để chúng ta có thể ước lượng được cái quần thể này? Thế thì chúng ta thấy là nếu mới tập mẫu vẫn nhỏ hơn 30 phần tử ấy, thì chúng ta vẫn tính cái giá trị trung bình nhé. Chúng ta vẫn tính cái phương sai mẫu và vẫn dùng giá trị trung bình để ước lượng cái mu, vẫn dùng phương sai mẫu để ước lượng cái phương sai của quần thể. Tuy nhiên bây giờ cái giá trị trung bình x ngang ấy nó không phải tiến về với mu, nó không phải có cái phân bố gọi là phân bố chuẩn nữa, mà bây giờ nó có một cái phân bố người ta gọi, nó sẽ theo một cái phân bố gọi là phân bố student. Về cơ bản thì cái phân bố student này nó cũng sẽ giống cái phân bố chuẩn. Đây các em nhìn nhá. Cái đường màu xanh lá cây, à đường màu xanh nước biển ấy, green ấy. Blue blue. Đây này. Cái đường này nó là cái đường standard, cái đường màu nó là cái đường phân bố chuẩn. Thế với cái nếu như cái tập mẫu của chúng ta ở đây chúng ta quay lại tí, tức là nếu tập mẫu của chúng ta có n phần tử thì cái x ngang của chúng ta sẽ theo phân bố student với độ bậc tự do là n trừ 1. Tức là gì? Nếu như chúng ta có hai phần tử thì cái phân bố student là cái đường đỏ, chúng ta thấy nó sẽ chõe ra, được chưa? Nó chõe ra này. Khi nó chõe ra này có nghĩa đồng nghĩa là gì? Cái khoảng tin cậy của nó sẽ phải lớn hơn, đúng không? Lớn hơn nhé. Khi bậc tự do bằng 2 thì chúng ta thấy là cái phân bố student nó sẽ ngóc lên một tí. Cứ như vậy, đến khi cái bậc tự do bằng 30 thì chúng ta thấy cái phân bố student nó gần chạm vào cái phân bố chuẩn nhé. Được chưa? Thế thì về cơ bản là nếu mà với cái tập mẫu nhỏ hơn 30 thì các bạn vẫn làm bình thường. Nhưng khi các bạn tra cái xác suất cái u beta ấy, các bạn phải tra vào phân bố student. Thì bây giờ chúng ta tra phân bố student như thế nào để tôi xem. T distribution table. Đây chúng ta sẽ tra như thế này. Các bạn có nhìn thấy cái bảng chưa? Cái trang web chưa? Rồi. Nào, các bạn sẽ tra vào cái T distribution untail nhé. Nào, bây giờ với giả sử beta bằng 90% thì normal distribution bằng bao nhiêu? U beta bằng bao nhiêu? 1,64 đúng không? Có đúng không? Các bạn xem lại đi. Có đúng không? Bằng 1,64 không? Nếu mà beta bằng 90%. Đúng rồi ạ. 1,64. Rồi. 90% tức là nó gì? Là đuôi bên trái nó là 5% và đuôi bên phải là 5% nhá. Được chưa? Thế thì đây chúng ta sẽ cho untail. Bây giờ giả sử chúng ta sẽ thấy là chúng ta có 31 phần tử, tức là chúng ta sẽ tra vào bậc tự do là 30 nha. Bậc tự do nó bằng n trừ trừ 1. Thế chúng ta sẽ thấy là nếu mà beta u beta bằng 90%, tức là bên trái còn 5%, bên phải còn 5%, tức là chúng ta phải tra vào cái chỗ 0,5% đây.
5% đây, 0.05 đây. Chúng ta kéo xuống 30 này nhá. Chúng ta sẽ thấy là U beta của phân bố tự do với bậc tự do là phân bố student với bậc tự do là 30 là ra bằng 1,697. Đấy, nó lớn hơn một chút so với phân bố chuẩn. Đấy, tức là nó vẫn lớn hơn một chút phân bố chuẩn, được chưa? Thế thì khi mà bây giờ các bạn tra 9 các bạn có 20 phần tử thì các bạn sẽ tra vào ô dòng thứ 19, thì đây là cái chỗ này là 90%, được chưa? 90%, được chưa? Đấy. Cái đấy là sẽ hỏi là đấy. Sao lại có cái 60 với cả 120 với 1000 nhỉ? 60 nào em nhỉ? Ở cái bảng này thầy kéo xuống ở dưới cùng có ba giá trị cùng là 60 với cả 120 1000. Bình thường người ta chỉ cần tra đến 30 là được em ạ. Chắc đây để người ta để thêm một vài cái giá trị lớn thôi nhá. Dạ vâng. Còn bình thường tra đến 30 40 là được nhá. Đấy, nó sẽ có nhiều cái bảng, các bạn search trên mạng nó sẽ có ra nhiều cái distribution, nhiều cái t-distribution khác nhau nhá. Nhiều cái bảng khác nhau. Em nói đi. Đây cũng là một cái. Tưởng cái bảng này nó bảo là chỉ dùng khi mà cái n bé hơn 30 ấy. Đúng rồi. Trước bé hơn 30. Đúng rồi. Sao có mấy cái lớn hơn 30 sao? Cũng được, cũng không có vấn đề gì. Khi mà nó lớn hơn 30 ấy thì nó sẽ bám vào cái normal distribution rồi, thì các em dùng cái normal distribution cũng được nhá. Wow. Tức là các em nhìn nó sẽ có rất nhiều cái kiểu bảng khác nhau nhá. Đây 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 là một cái kiểu bảng. Các em có nhìn thấy cái bảng mà nó có, các em nhìn thấy dòng one tail two tail không? Đây. 30. Đây. 30 đây. 1,697 với chúng ta tra vào one tail là 95%, two tail là 90% nhá. Thì chúng ta nếu là 90% thì các bạn sẽ tra vào cái 0.1 này. Đấy, 95% thì ở bên cạnh. Được chưa? 95% 30 của chúng ta đây. Đấy là 2.042. Còn nếu mà ở phân bố chuẩn thì là 95% là 1.96. Đấy, nó vẫn tăng hơn một tí. Được chưa, các em đã hiểu cái tra chưa? Thầy nói lại được không ạ thầy? Nha, bây giờ các em muốn tra 90% nhá. 90% xem cái U beta của trên student distribution là 90% là bằng bao nhiêu. Ví dụ như là cái tập mẫu chúng ta có 30 phần tử thì bậc tự do của nó là bao nhiêu? Là 29 đúng không? Là 29 thì chúng ta sẽ lần vào cái dòng 29 này nhá. Các em thấy mình đánh dấu cái dòng 29, các em nhìn thấy chưa? Rồi. Rồi, thế 90% thì các bạn tra cái two tail của nó. Ở cái đoạn ở giữa là 90% thì two tail của nó là còn hai đuôi của nó, tức là còn 10% đúng không? Thì nó là ở, các bạn nhìn thấy cái cột T.95 hay là ở dưới one tail là 0.05 và two tail là 0.1 đây này. Đấy, thì các bạn tra vào đây, nó chính là cái ô này. Đấy, được chưa? Thì đây là 90%. Nếu như bậc tự do của nó là 29, được chưa? Từ one tail, two tail ở đây làm gì nữa? One tail tức là nằm một cái đuôi bên trái. Tức là có phải cái đây là cái accumulative distribution đúng không? Probability đúng không? One tail tức là nó chỉ có, nó sẽ lấy từ âm vô cùng cho đến, tức là one tail tức là nó chừa lại một cái đuôi nhá. Chừa lại một cái đuôi là 0.05. Two tail tức là là hai bên, mỗi bên có một cái đuôi tức là 0.1, được chưa? Khi mà các em vẽ cái distribution ra, nó có phải là có hai cái đuôi không? Thì một đuôi của nó là 0.05, một đuôi bên kia là 0.5, hai đuôi của nó sẽ cộng lại thành 0.1, được chưa? Vâng. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài tập số 5, bài tập số center tên đặt trong này là bài tập số mấy? Bài tập số 5 nhá, ví dụ số 5 xong chúng ta sẽ upload lên mạng nhá. Tôi sẽ tạo. Em thầy là tra bảng trang nào ạ? Các em search trang nào nó cũng ra. Không biết trong quyển sách có không? Để tôi xem, chắc quyển sách cũng sẽ có.
Quyển sách thống kê của thầy Đặng Hồng Thắng xem. Hoặc các bạn search trên mạng cứ T distribution là nó sẽ ra hết nhé. Quyển sách của thầy Phạm Thắng không có, các bạn trên tra trên web nhé, các bạn cứ search T-Distribution là nó ra nhé. Đây, hoặc để tôi paste cho các bạn cái đường link của cái này vào, để các bạn nhìn thấy. Đây. Đây. Ở bên cửa sổ chat tôi đã paste cho các bạn cái đường link vào nhé. Đấy, thì chính là cái bảng này các bạn sẽ tra được. Các bạn nghe rõ không? Vâng. Ok này, tôi nhắc các bạn thì chúng ta học online là chúng ta phải có tương tác. Tương tác có nghĩa là gì? Khi các bạn hỏi tôi trả lời các bạn, thì các bạn phải có ít nhất là vâng, em hiểu rồi, em chưa hiểu hay là em cảm ơn nhé. Đấy, tránh trường hợp là các bạn hỏi tôi trả lời các bạn, nhưng các bạn cũng không phản hồi lại, tôi không biết là các bạn đã lấy nhận được thông tin hay chưa, được chưa? Vâng. Ok, chúng ta tương tác, tại vì chúng ta học online nên là đôi khi là chúng ta tương tác nhiều hơn một chút để chúng ta biết là vẫn cái học ở trên lớp, và tôi trả lời các bạn, tôi chỉ cần nhìn thấy các bạn quay lên chớp chớp mắt là tôi hiểu là các bạn đã nhận được thông tin nhá. Gật đầu là tôi hiểu là các bạn đã hiểu bài, còn lắc đầu là không hiểu, đúng không? Nhưng mà chúng ta học online này để tôi cũng không biết là các bạn nhận thông tin thế nào, để chúng ta chịu khó tương tác với nhau nhá. Ok, bây giờ tất cả chúng ta làm cái ví dụ số 5 nhá. Em thầy thì giải thích lại cách tra bảng được không? Nào, bây giờ em muốn tra cái gì? Thì em thử tra cái giá trị 90% của độ bậc tự do là bao nhiêu? 20. Bậc tự do là 20 đúng không? 20 hay 19 nào? 9. À, 19. 19. Ok. Em đã nhìn, em đã mở được cái bảng của em ra chưa? Dạ rồi ạ. Em có nhìn thấy cái dòng 19 không? Dòng 19, 19 rồi. À, cái DF ấy, ở trên cái cột DF thì em nhìn lần xuống thì em thấy dòng 19 chưa? Rồi. Rồi, bây giờ em muốn tra 90%. 90% chính là cái đoạn ở giữa đúng không? 90%, vậy là còn hai đầu, hai đuôi của nó nào là mấy phần trăm? Hai đầu, hai đuôi. Hai đầu, hai cái đuôi của nó còn mấy phần trăm? Cái đoạn ở giữa là 90% rồi, hai đuôi còn lại mấy phần trăm? Còn lại 10% đúng không? 10% vâng. Đúng không? Cả cái hình chuông đấy là 100%, cái đoạn ở giữa là cái đoạn 90%, tức là cái khoảng tin cậy chúng ta muốn tra đúng không? Thế thì hai cái đuôi của nó lại 10%. Thì em nhìn vào cái chỗ two tails nhá, ở trên cái header ấy. Two tails. Vâng. Em có nhìn thấy cái dòng thứ 3 ở trên cái header không? Vâng. Chứ theo cái chỗ này em nhìn thấy 0.1. Đấy, cái 0.1 thì em dòng nó xuống. Thì nó có 0.1 dòng xuống 19 ấy à? Không phải.
cái chu theo em gióng sang thì chỗ nào nó ra ra 0,1 nào, cái chỗ t em có nhìn thấy t bằng không à, bằng chấm chấm 95 đúng không, t chấm 95 vâng. Ờ thì ở dưới có phải thu theo nó là 0.1 không? Vâng. Thế em gióng cái cột đấy xuống với hạt nó với cái dòng 19 thì nó ra bằng 1,729. Vâng. Rồi. Hiểu chưa? Hiểu cái chia chưa? Chưa. Rồi. Thế còn cái one tail điểm gì ạ? One tail á? One tail thì của em là mấy phần trăm? Nếu ở giữa là 90% thì one tail là mấy phần trăm? Nếu giữa 90% thì one tail nó phải là 10%. Sẽ 10. À, nó là 90. À, đâu, 5%. 5%. Thì em có thấy là one tail, two tail tức là hai đuôi thì là 10%, còn one tail nó cũng tương đương với one tail là 5% không? Vẫn là cái cột đấy không? Vâng. Được chưa? Vâng. Ờ, cái two tail chẳng qua là hai lần của cái one tail thôi nhá. Vâng, vâng. Ok. Đấy, anh cảm ơn thầy. Thầy em hỏi ạ, ví dụ n bằng 20 ấy ạ, thì sao mình lại tra n trừ 1 ạ? Em tưởng cái n trừ 1 chỉ để tính cái phương sai thôi ạ. Nó cũng quy định là nó sẽ thành n trừ 1 bậc tự do em ạ, nhé. Vâng. Tức là nó theo cái phân bố student với n trừ 1 bậc tự do. Vâng, cảm ơn. Ok. Để tôi tạo cái ví dụ số 5 trên mạng, nhưng mà website của trường đang treo letter. Như em website đổi IP hay sao ấy, chắc có thầy lại cài đủ đi. Ok, tôi lại vào được lại được rồi. Ví dụ 5. Tất cả các bạn làm nhé. Rồi, tôi đã tạo được cái ví dụ số 5 rồi, các bạn làm xong chúng ta sẽ upload bài lên trên mạng.
Em thưa thầy. Em thưa thầy, nói cho em hỏi là cha bảo là mình lấy theo n trừ 1 hay là n? N trừ 1 cái bậc tự do mà, bậc tự do là bằng n trừ 1 đúng không? Ừ. À vâng. Vâng, cảm ơn thầy. Ok.
sounds or the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world.
một đoạn xin phong đi. Trần Hải Nam xong chưa? À, dạ, em xong rồi ạ. Em có thể chuyển gọi cho cả lớp không? À, vâng ạ. Em share đi. Mình để mình cho em phép quyền share. Đợi một chút, em đang không biết cái nút share màn hình đâu. Thì nhỉ? Đã, vâng, đây là bài của em. Thì là trước tiên là em tính trung bình mẫu. Em tính trung bình mẫu đầu tiên. Em tính trung bình mẫu đầu tiên thì cái cách tính trung bình mẫu này thì nó cũng như cái cách thì nó cũng như như n lớn hơn 30 thôi. Để sau rồi là em tính phương sai của mẫu. Tính phương sai của mẫu là em tính phương sai mẫu rồi là độ tin cậy phương sai của mẫu rồi là em tính phương sai thì bằng căn bậc 2 của phương sai của mẫu tất cả bình phương trên chia cho n của thừa trên sai dấu. Làm sai rồi. Giờ là cái đoạn tính khoảng tinh kệ này thì em cũng áp dụng công thức như là của bài trước ạ. Vâng. Em xin kết thúc phần trình bày. Bạn nào có kết quả khác có thể giúp nào? Vũ Tuấn Anh làm xong chưa? Đó. Em có thể chia bài cho cả lớp không? Em share lên xem nào. Để em chút. Đấy chưa? Đầu tiên em tính x ngang sẽ bằng 161. Ở câu A thì B bằng 90%, em sẽ bảng ra mu B sẽ bằng 1,729. Còn ở phương sai của x ngang thì em ra là 1,063, độ lệch chuẩn của x ngang 1,063. Xong rồi em sẽ áp dụng công thức của khoảng tính cậy có dạng là x ngang trừ UB nhân độ lệch chuẩn của x ngang và ra kết quả là 189,16 và 162,84. Câu B tương tự thì em có kết quả là 158,7 và 163,22. Câu C kết quả là 157,958 và 164,04 đấy. Các bạn có kết quả tương tự không? Hay là các bạn nào có kết quả khác mà nghĩ mình đúng thì chúng ta có ý kiến nào? Bạn nào có kết quả tương tự thì thử gõ cửa sổ chat xem nào. Ok nhá. Thế còn bạn nào là mà đang bị trục trặc chỗ nào thì chúng ta xem cách làm của bạn. Mình nghĩ nhìn nhanh là có vẻ đúng rồi đấy nhá. Các bạn nào có kết quả khác mà nghĩ mình đúng không? Ok, thì chúng ta nghỉ khoảng độ
10 phút nhé. Bây giờ là 6 giờ, à, 4 giờ 25, chúng ta nghỉ đến 4 giờ 35. Vâng ạ. Chúng ta sẽ quay lại. Rồi, cảm ơn các em.
Nó có. Ok. Bây giờ có một cái thứ mà chúng ta rất hay làm, đó là cái khoảng tỷ lệ. Ví dụ như là bầu cử tổng thống thì người ta muốn biết là trong dân số này bao nhiêu người thích Biden và bao nhiêu người không thích Biden, đúng không? Thế thì người ta không thể hỏi cả nước Mỹ được. Thì người ta phải lấy một tập, xong người ta hỏi trên cái tập con đấy, cái tập mẫu đấy. Và lúc đấy người ta sẽ tìm khoảng tin cậy cho cái kết quả từ cái tập mẫu, đúng không? Vậy nếu là P là cái tỷ lệ hay là chính là cái kỳ vọng đấy của cái quần thể, trong quần thể có một cái tính chất A nào đó. Thế thay vì đấy, thay vì là tính tìm cả quần thể thì người ta sẽ lấy N phần tử, tức là lấy một cái tập mẫu N phần tử và người ta sẽ tính xem là có bao nhiêu phần tử có thuộc tính A đấy, bao nhiêu người thích Biden. Giả sử có K người thì người ta sẽ tính ra được cái F, tức là cái tần số cá thể có thuộc tính trong tập mẫu, được chưa? Và chúng ta biết là F thì sẽ có xu hướng tiến gần về với P khi N càng ngày càng lớn nhé. Được chưa? Và chúng ta định lý là F là một đại lượng ngẫu nhiên có phân bố xấp xỉ phân bố chuẩn với kỳ vọng EF là bằng P, đúng không? EF bằng P, tức là F tiến dần về P. Và phương sai DF thì bằng P nhân 1 trừ P chia cho N. Nhưng ở đây chúng ta phải nhớ với điều kiện là NP lớn hơn 5 và N nhân 1 trừ P lớn hơn 5. Tức là trong cái tập mẫu mà chúng ta lấy thì phải có ít nhất 5 phần tử có cái thuộc tính A và 5 phần tử không có cái thuộc tính A, được chưa? Nhưng mà bình thường thì chúng ta cũng không biết được cái, vì chúng ta không được biết được P nên thực ra chúng ta cũng không biết được cái DF. Thế thì người ta có một cách là DF cũng có thể ước lượng được bằng 1 nhân 1 chữ F chia cho N. Đấy nhá. DF tức là phương sai của nó cũng có thể ước lượng bằng F nhân 1 chữ F chia cho N. Nhưng mà chỉ ước lượng được khi cái điều kiện là NF lớn hơn bằng lớn hơn 10 và 1 nhân 1 chữ F nhân N lớn hơn 10, tức là có ít nhất 10 phần tử trong tập mẫu lớn có thuộc tính A và có ít nhất 10 phần tử trong tập mẫu không có thuộc tính A, thì lúc đấy cái DF của ta có thể ước lượng bằng F nhân 1 chữ F chia cho N, được chưa? Thì chúng ta biết là vậy, từ cái tập mẫu đấy chúng ta sẽ tính ra được F. Từ F đấy thì chúng ta sẽ biết là F sẽ theo phân bố chuẩn với kỳ vọng là P, đúng không? Và với phương sai là F nhân 1 chữ F chia cho N, được chưa? Thế thì chúng ta sẽ tính được khoảng tin cậy nhé. Về mặt lý thuyết là như vậy. Bây giờ chúng ta làm tôi cái ví dụ số 7 đi. Cái ví dụ số 7 nhé. Tất cả lớp làm nhé. Ví dụ số 7. Tôi sẽ tạo trên website môn học cái ví dụ số 7 này. thầy thầy nói lại tính phần định lý cho ông thầy. Sao em? Phần mà tần suất f là một đại lượng ngẫu nhiên đấy ạ, nói lại phần đấy được không ạ? Tần suất phần phần nào em chưa hiểu nhỉ? Phần định lý thầy F là một đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn nhé. Thì các em, F là một đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn, nó giống như là cái x ngang là một đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn với kỳ vọng của F là sẽ bằng P, được chưa? Và phương sai có thể ước lượng bằng F nhân 1 chữ F chia cho N nếu như NF lớn hơn 10 và N nhân 1 chữ F lớn hơn 10, được chưa? Dạ vâng ạ. Còn nếu mà các em biết P nhé, người ta đã cho P, nhưng mà nếu mà người ta đã cho P rồi thì cũng không không có gì để mà làm nữa cả nhé. Thì thường là cái DF này sẽ được ước lượng bằng F nhân 1 chữ F trên N. Em đã rõ chưa hay còn chỗ nào còn đang băn khoăn? À, người ta ước lượng được được à từ 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 DF mình sẽ suy ngược ra P à? Không, sao được đẹp thì là được P. Thế thì tính kỳ vọng của gì ạ? Bởi Mình vì phải là đi kỳ vọng em. khoảng cho kỳ vọng P, đúng rồi, mình tức là mình không tính ra P mà mình sẽ ước lượng cái khoảng tin cậy cho P, đúng không? À vâng ạ. Chứ mình không tính một cái giá trị cụ thể cho P mà mình sẽ ước lượng cái khoảng tin cậy cho P, đúng không? Đúng Đấy, ví dụ như F của chúng ta là 10% thì chúng ta có thể nói là cái khoảng P sẽ nằm trong cái khoảng từ 9% đến 11% với xác suất là 90%, đúng không? Đấy, kiểu như thế. Vâng. Anh thấy như ví dụ 7 thì K trên N thì K là cái 60 đúng không ạ?
Đúng rồi. N là 100 nhá. Như thầy là cái những cái này thì kỳ vọng EF bằng P thì mình dùng luôn là EF bằng F luôn ạ. EF là kỳ vọng của F chứ. Thì bây giờ tính kỳ vọng của F rồi gì ạ? Đấy, mình không tính kỳ vọng của F. Tức là cái F mình không, tức là đúng là kỳ vọng của F thì là bằng P nhá. Kỳ vọng của F là bằng P. Ừ. Tức là mình không cần tính kỳ vọng của F ạ? À? Mình sẽ tính cái khoảng tin cậy của P. F hay F, khoảng tin cậy của P cũng chính là khoảng tin cậy của F. F nó là một đại lượng ngẫu nhiên nhé. Nó sẽ dao động lúc thì 60, lúc thì 59, lúc thì 61, đúng không? Thì mình sẽ phải tính cái khoảng tin cậy đấy. Vâng.
EF á. Vâng. Em chỉ cần tìm cái khoảng tin cậy thôi em. Tìm một khoảng tin cậy là tìm... Không. Đầu bài, đầu bài là thế nào? Đầu bài người ta yêu cầu là gì? Tìm khoảng tin cậy mà. Vâng. Nó giống như các bài trước em tìm ra khoảng tin cậy ấy. Bây giờ thay vì là thay vì là x ngang thì là của em là F thôi. Vâng, thì là em đang hỏi là EF thì gì nhỉ? Em thì thấy em mới tính được DF, DF nhưng mà em đang chưa tính EF. EF thì nó có cái công thức bằng bằng F trừ đi U omega nhân với độ lệch chuẩn. Thì nó ra đấy cái công thức của đoạn đấy, bạn tin cậy đây em, như bài trước ấy. Omega nhân độ lệch chuẩn. Các bài trước em làm như nào, bài này em làm tương tự thế. Bây giờ chỉ có F. Vâng. Đúng không?
Em xem màn hình đi, em chia cho cả lớp xem nha. Vâng. Thầy và các bạn nhìn thấy bài của em sao? Anh nhìn thấy rồi. Vâng. Theo đề bài ra thì có n bằng 100 ạ. Và k bằng 60 thì em tìm được f bằng 0,6 ạ. Ok. Vì n nhân với f và n nhân với mu trừ f đều lớn hơn 10, thế nên là mình dùng được điều kiện xấp xỉ là p bằng f bằng 0,6 và df bằng f nhân với mu trừ f chia cho n bằng 0,024 ạ. Tính ra được độ lệch chuẩn của x sẽ bằng là 0,04899. Ở ý 1 thì họ lấy b bằng 90% thì em tìm ra được trong bảng thì là UB bằng 1,64 ạ. Áp dụng công thức vào thì tìm được ra khoảng tin cậy là 0,5197 và 0,6803. Tương tự có phần 2/3 có B bằng 95%, suy ra UB bằng 1,96, suy ra khoảng tin cậy là 0,504 và đến 0,696. Phần 3 B bằng 99% thì UB bằng 2,58, thì suy ra là khoảng tin cậy từ 0,4736 đến 0,7264. Em xong chưa? Em xong cả 3 phần rồi hả? Hết rồi. Vâng. Rồi, thứ nhất là khi em trình bày thì em đã trình bày cả cái phần cũng bằng 10 nhé, lớn hơn 10. Thế thì khi em làm các em cũng phải nhớ là phải trình bày cái đấy lên trên bài làm nhé. Tại vì đấy là cái điều kiện để chúng ta có thể estimate cái DF này nhé. Tương lượng cái DF này. Các bạn thấy kết quả của vấn đề gì không? Bạn nào có kết quả tương tự thì gõ ra màn hình chat. Ok, còn bạn nào thấy còn băn khoăn thì trao đổi lại nè. Tương đối nhiều bạn làm ra kết quả như vậy. Thế bạn nào mà chưa làm được hoặc đang băn khoăn đâu thì bạn xem cái bài làm của bạn bạn Thái à? Thân Hồng Thái đúng không ạ? Vâng. Còn Thái nhá. Tương đối, tôi thấy tương đối rõ ràng. Nó chỉ thiếu cái phần kiểm tra điều kiện NF và N nhân 1 chữ F lớn 10 thôi. Em thưa thầy cho em hỏi được không ạ? Em hỏi luôn bạn Thái đi. Ông ơi, thì cái độ lệch chuẩn có phải tính theo công thức là bằng căn của độ tính độ lệch chuẩn giống như bình thường là căn của DF chia cho N. Tôi lại tính ra là 0,0049 cơ. Nghĩa là 0,0049 à. Bây giờ tôi thử, có khi là tôi viết nhầm. Thì nó là cái độ lệch chuẩn của x, nó là căn của df mà đúng không? Thì nó là căn của 0,024 thì tôi bấm máy tính ra ở đây là 0,0489. Làm tròn là 0,0489. Có cần chia cho n không nhỉ? Có cần chia tiếp cho n không nhỉ? Hay là cái này là lấy của phương sai không? Không, nó là căn của cái df luôn đấy. Ok, ok. Rồi, bạn nào có băn khoăn thì cứ hỏi bạn đi. Chúng ta cùng trao đổi. Nếu không thì chúng ta chuyển sang làm ví dụ số 8 và ví dụ số 9 nhé. Cùng làm luôn, tôi sẽ tạo cái ví dụ số 8 và ví dụ số 9 ở trên website môn học. Cảm ơn em.
các bạn làm cả ví dụ số 8 và cả ví dụ số 9 xong nộp bài luôn một thể nhá, nên tôi ghép cái ví dụ số 8 và ví dụ số 9 thành một. Em thưa thầy là khi tính phương sai của x là mình vẫn được bình phương cái x cả thầy à, tức là mình vẫn phải bình phương cái df à? Df nó là phương sai rồi em. Vâng, nhưng mà ý tức là lấy luôn cái df à, chứ không phải là được tính rồi. Như kiểu df của x à, như kiểu là cái không, cái không, đúng chuẩn của x à? Em tính đúng theo công thức df đấy, nó là phần, nó là phương sai của f rồi nhá. Xong em vâng, lấy độ lệch chuẩn thì lấy căn của df là được. Chỉ cần căn của df thôi chứ không cần là bình phương à? Df nó là phương sai, vậy độ lệch chuẩn nó phải là căn của phương sai đúng không? Vâng. À rồi rồi, anh cảm ơn thầy. Bằng 10 luôn thì có dùng được công thức mà. Bằng 10, lớn hơn bằng 10 cũng được nha. Thế các em nó chỉ bằng 10 thôi à? Dạ vâng, nó bằng đúng 10 luôn ạ. Ờ thế thôi, giờ cứ các em dừng công thức đi nha. Dạ vâng.
Thì dùng bảng nào? Cha, nếu mà muốn tra độ tin cậy thì dùng bảng của bảng Z hay bố bạn? Bảng Z này là phân bố chuẩn nhá, phân bố chuẩn vâng. Tra vào cái bảng phân bố chuẩn tác ấy. Ừ. Vâng ạ, vâng.
nhé. Buổi sau chúng ta sẽ tiếp tục. Chúc các bạn là cuối tuần thật là an lành, vui vẻ nhé. Cẩn thận không bị COVID nhé. Cảm ơn em, chào thầy. Cảm ơn thầy. Chào tất cả các bạn.